Có một điều mà tôi phải chờ đến bạn đến đây để tôi trực tiếp tôi hỏi bạn là tại sao ở cái thời khắc cuối cùng mà để hỏi đồng ý là không, bạn lại đi thẳng, phải đếm mấy chục giây sau anh ạ thì mới mở quay lại để tạo drama, tạo nên sự kịch tính. Nó mang nhiều ý nghĩa lắm ạ. Nó mang nhiều ý nghĩa lắm, là bởi vì em đã hỏi Trâm Anh rồi, em có quan trọng việc anh tặng hoa em ở đây hay không? Trả lời luôn. Không ạ. Không hả? Không quan trọng chuyện tặng hoa ở chương trình đó. Nhưng mà cái lúc đấy tôi thấy bạn có vẻ như là tôi nhìn cái nét mặt của bạn lúc đấy như là biến sắc đi nhờ. Tặng luôn đi, mày đặt đi vòng vòng. Xấu tính anh nhỉ? Xấu tính quá đi. Xấu tính quá đi. Em còn quay lại em hỏi thêm một câu nữa là em có chắc không? Em chắc. Con gái có hiểu không? Tôi tóm lại là bạn chắc chắn. Anh không biết con gái nó không là có, con gái nó có là không à? Anh chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả. Thấy chưa, thôi xong. Đấy, bạn làm live streaming này, bạn nói bạn đấy. Bạn vừa mới nói với tôi là anh ấy mình phải tìm hiểu này, mình phải biết là người ta thích gì này, 45 tuổi thích gì, 18 tuổi thích gì, con gái thích gì, con trai thích gì. Nhưng vừa rồi lại ngồi ngay bên cạnh bạn luôn nói luôn là bạn chả hiểu gì về con gái cả. Này, mà tôi trong cái lúc mà tôi đưa lại những hình ảnh trong mảnh ghép tình yêu thì tôi thấy hai bạn cứ bàn tán xôn xao và trò chuyện rất là nhiều, thì tôi nói thật là tôi cũng chưa kịp nghe câu chuyện đấy là gì. Các bạn kể lại rất là nhiều những cái chi tiết ở mà không được lên sóng trong cái khoảng thời gian vừa rồi, bây giờ các bạn có thể nói lại được không? Không được lên sóng là trước hay sau hay là trong thì lúc đấy là những cái gì mà các bạn vừa nói về chia sẻ với nhau đây? Thật ra hai đứa chỉ nói lại là cái lúc đấy là anh đã hỏi em rồi tại sao em đã nói như vậy rồi, xong rồi em và thêm một cái ý nghĩa nữa đấy là có nhiều người trên mạng nói là em thử xem bạn ấy có quay lại hay không, còn nếu không quay lại thì em sẽ đỡ quê. Đấy không phải là cái mục đích của em. Cái lúc mà Phương Will mà đang đi lại đi mất thì lúc đấy trong đầu em nghĩ gì? Em lúc đấy em cũng kiểu cười thôi ạ, em cũng chẳng nghĩ gì cả. Không nghĩ gì cả. Thật em sự có không? Mong bạn ấy quay lại hoặc là có thể là không tặng hoa, không đồng lúc ý. Đấy em nghĩ bạn sẽ đi luôn đấy ạ, em không bạn nghĩ bạn quay lại. Nếu như bạn đi thật luôn thì sao? Thì em hơi không quan trọng à? Không, em cũng hơi thấy xấu hổ một chút. Xấu hổ à? Thế nhưng mà hỏi thật sự các bạn là từ cái lúc đấy cho đến bây giờ các bạn đã hẹn hò nhau bao nhiêu lần ở Hà Nội rồi? Cậu này thì cậu nói rằng là chỉ cần có lý do mà. Đến bây giờ bọn em vẫn đang trong thời gian tìm hiểu nhau ạ. Tìm hiểu nhau? Vâng. Mình định hỏi thêm một câu nữa là tiến đến xa hơn thế nào không? Thực ra em cảm thấy cái quan trọng tôi đang hỏi cụ kia. Chết rồi. Nóng đúng không? Dạ. Có thể bỏ áo ra ra mà. Đây này sẽ đẹp, đẹp dai. Okay, em trả lời đi, Nào, thế thôi, tôi nghĩ rằng là câu hỏi của anh ơi, cái gì cũng phải cần có thời gian anh ạ. Đây này, thời gian nó nằm trong hộp ấy. Vâng, câu hỏi của anh Minh thì cũng có thể là hơi khó so với các bạn, nhưng tôi nghĩ là những câu hỏi ở trong chiếc hộp này mà khán giả gửi cho các bạn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ các bạn hãy lần lượt cùng nhau bốc những mảnh giấy này và mở ra, rồi cùng nhau trả lời để giải đáp cho quý vị khán giả. Đọc to rõ ràng nhá. Và đọc tên luôn cả người. Cái này là chúng tôi lựa chọn ở trong trên trang fanpage của Bữa Trưa Vẻ, và chúng tôi in ra một số câu hỏi của các khán giả có cả tên đầy đủ ở đấy đấy. Mà Linh Thủy anh. Linh Thủy, bạn ấy tên Linh là Linh Thủy. Anh ơi, crush của em. Crush? Crush của em yêu người khác rồi, nhưng em mới là người yêu anh ấy còn hơn cả người yêu hiện tại, nhưng anh ấy không biết. Dạ, ý là chả hiểu hơn hỏi gì. Có một câu chuyện tình cảm mà đang cần piu piu tư bạn vấn. Linh Thùy hỏi là anh ơi, crush của em yêu người khác rồi, nhưng em mới là người yêu anh ấy còn hơn cả người yêu hiện tại, nhưng anh ấy không biết. Tôi tóm lại là với cô này, cô đang tưởng tượng rằng là cái người yêu cũ ấy, thì với anh ấy thì cô ấy mới là người yêu anh ấy hơn là cái cô người yêu bây giờ. Tóm lại là tìm kiếm câu trả lời từ là tư vấn là đúng không? Người ta đang hỏi đấy, các bạn tư vấn cho cô ấy đi. À, Linh Thùy à? Ừ. Anh muốn nói với em một điều như thế này. Em nghĩ rằng là mình ấy mới là người yêu anh ấy nhất, nhưng mà em biết làm sao được là khi em không xuất hiện ở đấy, hai người làm gì với nhau đúng không? Cô ấy biết đâu yêu anh ấy theo một cách khác, nóng bỏng hơn, hấp dẫn hơn. Mà làm gì em biết em làm được hơn cô ấy? Nên là em chỉ đang nghĩ thế thôi. Chứ còn thực tế nó khác nhiều. Mà thêm một thực tế nữa em không thay đổi được. Thấy không? Đơn giản đấy là gì? Đấy là anh ấy không yêu em nữa rồi. Ok? Này, ví dụ nếu đấy là Trâm Anh thì sao? Không, từ từ đã, lo. Tự dưng mặt lại tái mét như thế này. Em không tái mét ở vị trí nào. Nhưng mà trả lời là không thể làm được đâu, đúng phong cách của Piu Piu. Nào bây giờ Trâm Anh hãy thử đến với một câu hỏi của khán giả khác. Có lẽ là câu hỏi của Trâm Anh. Được thế nào? Đúng rồi. Biển đấy, nhớ có khi là chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt của cô bé lúc Bill quay đi, tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông ấy. Ông quá Bill ạ.
Câu hỏi là tại sao phụ nữ lại bị cuốn hút bởi những thằng đàn, những người đàn ông phũ như vậy? Vậy Trâm Anh nhỉ, Trâm Anh có bị cuốn hút bởi những người đàn ông phũ không? Em không ạ. Không đúng không? Tức là ý của Trâm Anh là nếu như mà một người mà tịch đến tặng hoa mình giống như cái hình ảnh bên nãy của Pepe ấy mà anh ấy lại quay đi, đúng không? Vâng. Nào đưa đây tôi đọc cho xem nào. Đấy, cái câu hỏi này của bạn tên là bạn Biển Nhớ. Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt của cô bé lúc Piu quay đi tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông quá Piu ạ. Câu hỏi là tại sao phụ nữ lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông phũ như vậy? Này có phải là Piu ơi, tạo ra một cái phong cách đó là mình thường thường các cụ nói. Không phải là các cụ đâu mà có cái câu nói rằng là theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Tức là bạn gần như là muốn lúc đấy là mình phụ tình luôn để tình nó theo mình không? Không, lúc đấy đơn giản em suy nghĩ thôi. Là thật sự với chương trình em nói nhiều lần mà các bạn không tin thì phải. Là có chuyện gì thì sau sâu mình tính. Thế nhưng mà có vẻ như là hai bên không hiểu ý nhau lắm mà thấy bạn đứng như vậy thì rõ ràng là em cũng... Anh ấy. Không, anh đâu nói thế, em lại nói vậy rồi. Thật sự là cái lý trí của mình nó không được chuẩn nữa rồi. Lúc đấy là cái tình cảm nó đánh lại rồi. Và mình muốn là mình quay lại. Nào, mình... tên lý trí hay con tim thì giúp bạn Đức Leo giải đáp cái vấn đề này. Em yêu một chị hơn mình 1 tuổi nhưng mà lại không biết nên tỏ tình thế nào. Chị ấy biết em thích chị ấy nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thường. Em không biết chị ấy có cảm tình với em hay không. Thì bây giờ để nhờ anh Piu tư vấn. Đấy, đây là của bạn Đức Leo và cái dòng trạng thái này của bạn ấy được 44 bạn đồng tình trên trang fanpage của chúng tôi. Chắc em nghĩ rằng hơn 1 tuổi cũng thì có vấn đề gì đâu. Chương trình em đã từng nhận rất nhiều câu hỏi, rất nhiều trường hợp mà giống như là lái máy bay hạng nặng luôn, cỡ B52 các kiểu rồi. Mà thấy 1 tuổi này là bình thường em ạ, có gì đâu. Thế bây giờ làm như thế nào để tỏ tình? Đơn giản thôi, tỏ tình bình thường đúng rồi. Bạn chị ơi, không, đã tỏ tình không gọi chị đúng không ạ? Gọi tên ví dụ như là em nói với Tạt đi. Thế anh ơi. À thôi nói với Trâm Anh, giả sử Trâm Anh thôi. Chị ơi, anh yêu em đúng không? Không, không chị ơi. Trâm Anh à, thật ra thì những ngày tháng qua mình biết là Trâm Anh có cảm nhận được. Ngày hôm nay thì mình muốn nói thẳng để Trâm Anh có thể hiểu và thấy cái sự rõ ràng là mình có tình cảm với Trâm Anh rất nhiều. Bỏ qua cái suy nghĩ là 1 tuổi hơn nhau đi. Có được không? Không. Đấy. Có thể là một bảng lên là chẳng qua là trên truyền hình thôi. Hoặc là không chỉ thẳng vào mặt cô ấy là chị là em yêu chị. Nhưng mà tôi có một cái sự cảm nhận đấy là rất là khâm phục với riêng như là Piu Piu. Tại vì tôi không biết được rằng là như cái sự xử lý tình huống, cái sự nhạy bén nhanh nhạy của một streamer như thế là do mình luyện tập hay là do học ở đâu đó. Học ở đâu đó là do bản thân mình đã có cái khả năng đó sẵn. Bởi vì khi mà em ra ngoài sống một mình từ năm em 15 tuổi ấy, thì sẽ va chạm rất là nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Người lớn, người bé, người này, người kia, rồi các tầng lớp, rồi đến từ các đất nước khác nhau. Họ sẽ có nhiều văn hóa khác nhau và em lại là một người rất là thích tỉ tê nói chuyện. Khi mà mình cảm nhận được cái văn hóa của họ, cái lối sống, suy nghĩ của họ thì mình sẽ biết được nhiều cái phương án và nhiều cái cách xử lý khác nhau với tùy từng trường hợp khác nhau. Khi mà trò chuyện với Trâm Anh và Piu Piu, cá nhân tôi cảm nhận là bạn là người rất là có cái chiều sâu, bạn có cái tư duy, có cái cách nói chuyện của mình và bạn biết cách làm chiều lòng những người khác ở trong những cái phần livestream của bạn. Hoặc ngay kể cả bây giờ trên sóng truyền hình, từ nãy giờ chúng ta nói chuyện tưởng chừng như là nó khá là linh tinh, chủ đề nó cũng lộn xộn, nó không có một sự sắp đặt nào cả. Để cái quan trọng hơn cả là tôi muốn khán giả là tìm hiểu về hai anh chị này, đặc biệt là chàng trai Piu Piu này, khi tại sao mà bạn xuất hiện trên những cái kênh mạng xã hội nó lại hấp dẫn đối với tất cả những người nghe, người xem đến như vậy. Có những người nói rằng là những cái hình ảnh của bạn không đáng xem, bởi vì đôi khi ở trong cái câu chuyện đó bạn sẽ đưa ra những câu chuyện mà nó thực sự là nó thậm chí nó đi ngược lại những cái điều mà những bậc làm cha làm mẹ phụ huynh không mong muốn con cháu của mình xem. Hình như bạn cũng có cảm nhận được điều đó thì phải, đúng không? Em hiểu cái những có một số anh chị rất là gay gắt với em cái chuyện đấy. Nhưng mà có một thực tế đấy là gì? Bố mẹ muốn con hiểu bố mẹ thương mình như thế nào thì bố mẹ phải hiểu cái tâm lý của con mình hay các bạn trẻ, kể cả như là 20, 25, 30, điều đấy không quan trọng. Muốn người khác hiểu mình thì mình phải hiểu họ. Muốn người khác đứng ở vị trí của mình nhìn họ thì mình phải đứng ở vị trí của họ để nhìn mình. Và khi mình đã biết được người đấy đang nhìn mình, nghĩ gì về mình thì mình mới lựa theo cái dòng suy nghĩ đấy để hai bên hiểu nhau.